Xin chào tất cả các bạn viewer yêu quý của Cartoon. Năm mới 2021 đã chạm ngõ rồi. Thời gian vừa qua là một thời gian vô cùng quý báu của Cartoon chúng mình khi nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt liệt của các bạn. Để bắt đầu một năm mới đầy hứng khởi, hãy cùng Cartoon chúng mình điểm mặt những series trên Cartoon Network đã từng gây bão gây gió trong suốt thời thơ ấu của biết bao nhiêu thanh niên thế hệ 9X nào. Đây là những series đã khiến anh em chúng ta đôi ba lần say mê quên cả ăn cơm, dù cho chẳng biết tí gì về tiếng Anh, cũng như cho chúng ta những tràng cười mát ruột vì những trò đùa trong phim. Đó là những series nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video năm mới ngày hôm nay nhé! À, nhưng mà trước đó, hãy để nhẹ bên dưới một like, share và subscribe, rồi bật chuông thông báo để ủng hộ cho Cartoon nhé! Giờ thì, đi thôi anh em ơi! Một, Dexter's Laboratory 1996. Dexter's Laboratory hay còn được viết tắt như Dexter's Lab hay Phòng Thí nghiệm của Dexter là một series hoạt hình được tạo nên bởi đạo diễn Gandy Tartakovsky cho Cartoon Network. Câu chuyện trong series xoay xung quanh cậu bé Dexter, một thần đồng trẻ tuổi với những phát minh thiên tài của mình trong một căn phòng kín được bí mật ẩn giấu khỏi bố mẹ của cậu. Nhưng bằng cách vi diệu nào đó mà Dee Dee, người chị gái của Dexter, luôn có thể tìm cách vào được phòng thí nghiệm bí mật của cậu và phá hoại hàng hà sa số các thí nghiệm. Ngoài phải đối đầu với ba chị Dee Dee tưng tửng đầy rắc rối, Dexter còn có mối thù truyền kiếp với một đứa bạn thiên tài mang tên Mandark, hàng xóm và bạn cùng lớp của cậu. Cậu cũng có chú thú cưng kiêm luôn bảo vệ phòng thí nghiệm, siêu khỉ Monkey. Trong hai mùa đầu tiên, chúng ta cũng có thể dõi thêm về những bộ phim phụ của Dexter, kể về The Justice Friend, một phiên bản siêu bựa của Avenger. Dexter có 4 mùa tất cả, với hai mùa đầu tiên khởi chiếu từ đầu năm 1996 và tạm dừng ở năm 1997, cùng hai mùa mới làm lại được chiếu vào năm 2001 và chính thức kết thúc vào năm 2003. 2. Courage the Cowardly Dog 1999. Đây là cái tên không còn quá xa lạ với các bạn đang theo dõi Cartoon trong những ngày gần đây rồi nhỉ? Courage the Cowardly Dog là phần phim hoạt hình thuộc thể loại kinh dị hài hước được đạo diễn bởi John R. Dworth cho Cartoon Network. Chú chó Courage, nhân vật được nhắc tới tiêu đề, là một chú chó hồng được nhân hóa một cách ngộ nghĩnh, đang sống cùng một cặp vợ chồng nhà Beige ở một nông trại nhỏ tại trung tâm vùng Nowhere. Để biết thêm thông tin về Courage, hãy truy cập vào video của bọn mình theo đường link này nhé! Trở lại với câu chuyện trong Courage, ở mỗi tập phim, bộ ba nhà Beige lúc nào cũng bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu, khi thì dị thường, quái gở và kinh dị, khi lại là âm mưu của một kẻ xấu xa nào đó nhằm ám hại cả nhà. Và trong mỗi cuộc phiêu lưu đó, chú chó hồng Courage sẽ là người giải quyết các vấn đề nhằm có thể bảo vệ các con sen của mình. Bộ phim hoạt hình này sau đó trở nên vô cùng nổi tiếng vì không khí u ám cũng như sự hài hước ẩn chứa bên trong. Series được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 11 năm 1999 và kết thúc sau 4 mùa vào ngày 22 tháng 11 năm 2002. 3. Johnny Bravo 1997. Bạn muốn biết làm thế nào để cưa những cô gái xinh đẹp theo cách thật chất và ngầu? Bạn muốn học cách rót mật vào tai con gái? Đơn giản, hãy hỏi Johnny Bravo. Anh là nhân vật chính của series hoạt hình hài hước cùng tên được đạo diễn bởi Van Partible cho Cartoon Network. Đúng như cái tên của mình, toàn bộ series tập trung vào Johnny Bravo, người có hình mẫu được dựa theo ông hoàng rock and roll huyền thoại, người Mỹ Elvis Presley. Johnny là một anh chàng cao to, đẹp trai sáu múi các thứ, sống cùng mẹ mình và rất hay đi tán tỉnh các cô gái. Chỉ có điều, tỷ lệ thành công chưa bao giờ quá con số 0. Thay vì có gấu, anh chàng lại lâm vào những tình cảnh trớ trêu như được tháp tùng bởi ca sĩ Donny Osmond hay diễn viên lồng tiếng Adam West. Trong suốt thời lượng phát sóng, series này được biết đến vì những trò đùa của người lớn, cũng như những liên tưởng đến nền văn hóa pop. Series lần đầu phát sóng vào ngày 14 tháng 7 năm 1997 và ngưng lại vào ngày 27 tháng 8 năm 2004. 4. Powerpuff Girls 1998. Nhạc nền này nghe có quen không các bạn? Cộng thêm phần intro, cách tạo ra những cô gái sức mạnh, hẳn các bạn sẽ nhớ ngay thôi. Đúng vậy, đó chính là series về những cô gái sức mạnh Powerpuff Girls của nhà Cartoon Network đây. Được tạo nên bởi nhà làm phim hoạt hình Craig McCracken đến từ studio Hanna-Barbera, sau này là Cartoon Network Studio, Powerpuff Girls hẳn chắc chắn là một trong những series có ấn tượng sâu đậm nhất với anh em Việt Nam chúng ta. Câu chuyện trong show kể về cuộc phiêu lưu của ba cô bé Blossom, Bubbles và Buttercup.
Tuy mới ở độ tuổi đi học mẫu giáo, nhưng cả ba đều có siêu năng lực như một Superman đó nha. Cả ba sống ở một thị trấn giả tưởng mang tên Townsville, cùng với cha kiêm người đã tạo ra họ, giáo sư Utonium. Khi mà sự an nguy của thị trấn lâm vào hiểm nghèo bởi những tên ác nhân hung tàn, thì cũng là lúc ba cô gái nhỏ lên đường và bảo vệ tất cả mọi người. Phim lần đầu được chiếu vào ngày 18 tháng 11 năm 1998, và cho tới nay đã có rất nhiều các phụ bản khác nhau. 5. Ed, Ed and Eddie, 1999. Ra mắt cùng năm với Courage the Cowardly Dog, Ed, Ed and Eddie là một bộ phim hoạt hình hợp tác giữa Mỹ và Canada, được đạo diễn bởi Danny Antonucci. Bộ phim là câu chuyện kể về ba cậu bé tuổi teen, bao gồm Ed, Ed hay còn được gọi là Double D cho đỡ bị lộn với Ed, và Eddie sống ở vùng ngoại ô viễn tưởng Peach Creek. Bộ ba còn được biết tới như là The Eds hay Bộ Tam Ed. Cùng với sự lãnh đạo không chính thức của Eddie, những cậu bạn này đã bày ra những trò quậy phá, kiêm kinh doanh để có thể kiếm tiền mua những viên kẹo Jawbreakers. Tuy vậy, những kế hoạch của ba anh chàng này thường thất bại thảm hại và đôi lúc là còn khiến cho danh dự của cả ba đi thẳng vào lòng đất. Dù có cốt truyện đơn giản như vậy, nhưng Ed, Ed and Eddie nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực của khán giả, cũng như trên chân vào danh sách những tựa hoạt hình thành công nhất của Cartoon Network vào thời đó. Phim lần đầu tiên được công chiếu vào ngày 4 tháng 1 năm 1999 và ngừng phát sóng vào 8 tháng 11 năm 2009. 6. Cow and Chicken, 1997. Hai nhân vật trong series ở vị trí thứ 6 ngày hôm nay có tên là Bò và Gà, không hơn không kém. Cả hai đều là nhân vật chính trong loạt series hoạt hình được sản xuất bởi David Fish dành cho Cartoon Network. Series bao gồm những câu chuyện nhỏ về những chuyến phiêu lưu kỳ ảo của anh em họ hàng Cow và Chicken. Họ thường phải đối mặt với Red Guy, một con quỷ hoạt hình thường đóng giả làm nhiều nhân vật khác nhau nhằm cướp đồ của họ. Lúc đầu, câu chuyện của phim được xuất hiện trong một tập của series What a Cartoon. Nhưng về sau, tập phim ngắn đó đã trở nên vô cùng nổi tiếng với các khán giả. Điều đó đã làm động lực thúc đẩy cho nhà Cartoon Network làm hẳn một series và phát sóng đầu tiên vào ngày 15 tháng 7 năm 1997. Sau này, cặp anh em Bò và Gà lại tiếp tục xuất hiện lần nữa trong một series khác của CN, I Am Weasel. Và lần này, các nhân vật đã đem về cho CN hai đề cử Emmy. 7. What a Cartoon, 1995. What a Cartoon sau này được biết tới với cái tên The What a Cartoon Show và The Cartoon Show là một series phim hoạt hình tổng hợp từ nhiều phim hoạt hình về các chủ đề khác nhau. Series được đạo diễn bởi Fred Seibert. Những tập phim ngắn trên được nhà Hanna-Barbera Production sản xuất. Dự án bao gồm 48 phim hoạt hình ngắn với vô vàn sức sáng tạo đến từ các nhà làm phim hoạt hình. Đây cũng là bệ phóng cho rất nhiều các series mà chúng ta đã được biết đến ở bên trên như Cow and Chicken, The Powerpuff Girls hay Dexter's Laboratory và Johnny Bravo. What a Cartoon khi đó đã được coi như là cội nguồn của rất nhiều các series tạo nên tiếng vang của Cartoon Network. Lần đầu tiên lên sóng của series này là vào ngày 20 tháng 2 năm 1995 và ngày ngưng phát sóng là ngày 28 tháng 11 năm 1997. 8. Tom and Jerry, 1940. Không thể nào mà quên được, dư âm cho đến ngày hôm nay, mãi mãi đi cùng với thời gian là những cụm từ dành chính xác cho những nhân vật của series sau đây. Cho tới tận thời điểm này, mèo Tom và chuột Jerry đã trở thành món ăn tinh thần của không biết bao nhiêu thế hệ con nít trên thế giới, trong đó không thể thiếu được Việt Nam. Được tạo nên bởi William Hanna và Joseph Barbera, Tom and Jerry là câu chuyện về những cuộc giật bắt giữa chú mèo xám tên Tom và chú chuột nâu Jerry. Cốt truyện tuy có đơn giản như vậy nhưng đã tạo nên một sức hút khổng lồ với người xem và mang về rất nhiều giải thưởng. Dù đã qua rất nhiều phiên bản, cũng có sự xuất hiện của các nhân vật mới khác, nhưng thực sự không một ai có thể vượt qua được cặp đôi Tom và Jerry. Được tạo ra từ năm 1940 cho đến nay, cả hai đều đã có tuổi rồi đấy. Sơ sơ 81 chứ mấy. Nói vậy chứ, chính những cuộc giật bắt đầy thú vị của Tom và Jerry đã góp phần làm tan đi căng thẳng sau những giờ học của lũ trẻ con, cũng như khiến người lớn chúng ta phải bồi hồi nhớ lại tuổi thơ của mình. Và ở thời điểm hiện tại, có lẽ ta sẽ được gặp hai anh bạn này trên màn ảnh rộng trong năm 2021 với bộ phim chuyển thể live action Tom và Jerry. Thế mới thấy được, sức bền với thời gian của cậu mèo và cậu chuột thật kinh ngạc. Không biết bộ phim sẽ như thế nào nhỉ? Thật đáng mong chờ phải không các bạn ơi? Trên đây là tổng hợp những series hot hòn hòt được ra mắt vào những năm 90 trên hệ thống phát sóng của Cartoon Network. Series nào trong những series trên đây đã cùng bạn bước qua đời nhau? Đâu là lý do khiến cho bạn bỏ bữa cơm và dán mắt vào màn hình để rồi ăn roi sưng hết cả mông? Nhân vật nào khiến các bạn ấn tượng nhất? Hãy cho chúng mình biết cùng với cảm nghĩ về video ngày hôm nay ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên để lại một like
và share, cũng như subscribe và bật chuông thông báo nếu lần đầu đến với kênh của chúng mình. Thay mặt cho đội ngũ Cartoon, xin chúc các bạn một năm 2021 vui vẻ, cũng như cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng mình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo của Cartoon!